先生、おはようございます。おー、今日は元気ですね。おはようございます。おー、こちらも、ついぞ。Hi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bước sang bài số 10. Rồi, bài số 10 có một câu chủ đề rất là hấp dẫn là tôi không có người yêu, đúng nào? Ở đây có ai chưa người yêu chưa? À, cả ba luôn. Cả ba chưa người yêu ạ? Ồ, thế là thầy Dũng khéo chọn học sinh đấy. Đấy. Thế thì với bài ngày hôm nay thì giống như mọi lần, chúng ta sẽ cùng nhau chia qua về những cái động từ mà mình sẽ gặp trong bài ngày hôm nay nhá. Đó là imas và arimas. Imas là gì và arimas là gì? Bọn em xem qua ở trong phần từ mới rồi đúng không? Nó là gì em? Có gì? Cả hai đều là có đúng không? Thế thì khác nhau như nào mà em biết không? Chưa biết đúng không? Tí nữa cô dạy thì mới biết chứ đúng không? Bây giờ biết rồi thì không cần cô dạy hay đúng không? Thế thì đầu tiên cô sẽ chia cho mọi người về thể từ điển của nó nhá. Thứ nhất imas sẽ thành iru. Iru. Và arimas sẽ thành aru. Được chưa nào? Hay. Được chưa? Rồi nhớ như vậy đấy nhá. Hay, mà bây giờ chúng ta sẽ bước ngay vào ngữ pháp đầu tiên ngày hôm nay. À vậy chưa bước vào mà chúng ta sẽ nhìn tổng hợp xem hôm nay học cái gì đã, đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ học về cách dùng của một cách dùng nữa của trợ từ nô. Nào, mình biết trợ từ nô rồi đúng không? Tiếp theo chúng ta học về cách nói là nani nani ga arimasu hoặc là nani nani ga imasu. Hai động từ chủ yếu, hai động từ chủ chốt ngày hôm nay chúng ta sẽ học đây, đúng không? Tiếp theo học cái mẫu ngữ pháp thứ ba là một cái danh từ á cộng với một cái địa điểm cộng với thêm một từ ni arimasu và imasu. Và cuối cùng chúng ta sẽ học cách dùng của ya, danh từ một ya, danh từ hai có thể thêm từ nado ở đằng sau, được chưa nào? Đó là bốn cái chúng ta cần học. Hy vọng là bài hôm nay sẽ không dài như cái bài đầu tiên cô dạy mọi người nhá, mà chúng ta dài quá đúng không nào? Hay, đầu tiên là sẽ về cách dùng của trợ từ no. Bây giờ cô sẽ học một bạn nhá, là Thúy sẽ nhắc cho cô xem là cho đến bài số 10 chúng ta học những cách dùng gì của trợ từ no rồi nhỉ? Danh từ no nối giữa hai danh từ. Ừ, bao giờ trợ từ no nhá, cũng nối giữa hai danh từ là n1 no danh từ 2. Nhưng mà cách dùng đầu tiên của no em đưa ra một ví dụ nhá. Ví dụ như là Sakura Daigaku no sensei là gì nhỉ? Trường đại học giáo viên của trường đại học đúng không? Sakura thì cái từ no đấy sẽ hiểu là gì nhỉ? Là của đúng không? Tiếp theo một cách dùng nữa của là gì nhỉ? À của no là gì nhỉ? Computer no jashi. Computer no jashi. Về. Là tạp chí. Về. Về cái gì? Thế thì đã có hai cách dùng của no, chúng ta dịch một là của và hai là về. Đúng không? Watashi no kyoshi hay watashi no sensei là giáo viên của tôi đúng không? Hay là computer no jashi là hay là Nihongo no jashi, Nihongo no hon là gì nhỉ? Sách tiếng. Sách tiếng nhỉ? Hôm nay chúng ta học một cái cách dùng của no là đằng sau cái danh từ này sẽ là chỉ những cái danh từ chỉ vị trí. Và đằng trước là sẽ danh từ chỉ vật, chỉ người, chỉ địa điểm. Thì tức là chúng ta sẽ hiểu là vị trí ở đâu đó đúng không nào? Thì chúng ta sẽ có một vài những cái danh từ chỉ vị trí mà trong từ vựng chúng ta học. Ví dụ như là đằng trước là gì nhỉ? Mae. Đằng sau là gì? Ushiro. Bên trái là gì? Hidari. Bên phải là? Migi. Ở trên là gì nhỉ? Ue. Dưới là shita. Trong là naka. Ở ngoài là soto. Đúng rồi. Ở giữa là gì nhỉ? Aida. Đúng không? Đó là những cái danh từ đấy. Thế còn người địa điểm thì bây giờ cô sẽ thử ghép một cái như này, các bạn sẽ dịch cho cô nhá. Uchi no mae. Trước nhà đúng không? Hay là gakko no ushiro. Đằng sau trường đúng không nào? Hay là yubin kyoku no tonari. Bên cạnh bưu điện đúng không nào? Các bạn thấy chưa? Đó là chỉ những cái vị trí đúng không nào? Và trong tiếng Việt mình có một cái đặc điểm, đó là mình sẽ không, trong cái trường này mình sẽ không dịch cái từ no là gì cả. Đúng không? Bởi vì tiếng Việt mình sẽ dịch là đơn giản là bên cạnh cái bưu điện này, đằng sau ngôi nhà, đằng trước trường học. Đấy mà nó ghép vào nhau luôn, không dùng từ no. Nhưng mà tiếng Nhật, không dịch cái từ no đấy, mà tiếng Nhật vẫn phải dùng từ no rồi nhá. Nhớ chưa? Nối giữa hai gì nhỉ? Hai danh từ bao giờ cũng phải là no. Chưa nào? Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn một vài ví dụ nhá. Gì đấy nhỉ? Kabano naka. Hay nghĩa là? Trong cặp. Trong, bên trong cái cặp, đúng không? Tiếp theo. Kinoshita. Là? Dưới cây. Dưới cây, ví dụ như là ngồi dưới cây để mình đọc sách chẳng hạn. Đấy, mình sẽ hiểu như vậy. Hay, câu số tiếp theo này. Chukue no ue. Ví dụ như là gì nhỉ? Trên bàn. Trên bàn, đúng không? Rồi, dễ không? Rồi, mẫu ngữ pháp đầu tiên dễ quá nhỉ?
căn sạn nô mai hay là gì nhỉ? Trước công ty. Trước công ty, đúng rồi. Tiếp theo Eki no chikaku là gì đấy? Gần nhà ga. Ở gần nhà ga đúng không? Bên ở gần nhà ga. Tiếp theo nhá. Gakko no tonari là gì đấy? Cạnh trường học. Bên cạnh trường học đúng không nào? Tiếp theo nhá. Ồ, câu này thì Trang có thấy được không nhá? Gan sàng to mai sàng ai đà. Cái từ ai đà gì nhỉ? Ở giữa đúng không? Ở giữa, bây giờ ở giữa vẫn dùng cái nô này đúng không? Giữa, nhưng mà bây giờ giữa gì? Ở giữa thì bao giờ phải ở giữa hai cái. Thế nên chúng ta sẽ dùng nối của trợ từ gì? Tô là và đúng không nào? Ở giữa gì đấy? Lan và Mai. Ở giữa Lan và Mai. Thử đoán tên người là gì? Ở giữa Lan và Mai đúng không? Ở giữa Lan và Mai. Về ra đường gọi Lan thôi, Lan thôi. Lan hay là Lan Mori à? Tiếp theo nhá. Dung sàng nó Ushiro là gì đấy? Ở đằng sau. Đằng sau bạn Dũng đúng không? Đằng sau thầy Dũng đúng không? Đấy, tiếp theo. Ginko no Mimi Gawa. Ừ, đúng rồi, em biết là gì đấy? Đoán thôi à? Ginko là gì? Ngân hàng. Migi là gì? Bên phải. Còn Gawa không biết là gì đúng không? Nên trong một trường hợp đặc biệt nhá, đó là Migi, hay là chúng ta có từ Migi bên phải, bên trái là gì? Hidari. Chúng ta kết hợp với từ Gawa này thì chúng ta sẽ hiểu là phía bên phải hoặc là phía bên trái. Được chưa nào? Thì thêm cái từ Gawa này thì nói nó sẽ kiểu như nó hay hơn, thuần nhật hơn một chút. Thì cái này các bạn chú thích thêm vào cô nhá. Chú thích thêm vào cô, ghi chú thêm. Nên nói là Migigawa hơn là nói là Migi nhá. Hay. Chưa nhỉ? Ginko no Migigawa là phía bên phải của ngân hàng. Rồi, tiếp theo. Tương tự như thế, chúng ta có từ Yubin Chuku no Hidarigawa sẽ là phía bên trái của bưu điện đúng không? Chúng ta sẽ hiểu cái từ này phía cho nó dễ nhá. Phía. Được chưa nào? Hai, như vậy là xong cách nói về những địa điểm rồi nhá. Đằng trước là phòng trái phải. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ học vào ngữ pháp chính ngày hôm nay, đi kèm với hai cái động từ là arimas và imimas. Chúng ta sẽ cách dùng như sau. Thứ nhất là một cái danh từ chỉ địa điểm cộng với trợ từ ni, và đằng sau có một cái danh từ tiếp theo cộng với trợ từ ga. Arimas và imas chúng ta sẽ dịch là gì nhỉ? Có chấm 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 này ở cái địa điểm này. Được chưa? Thì ở đến đoạn này chúng ta sẽ thấy là phải phân biệt giữa imas và arimas như sau. Chúng ta sẽ thấy đây gì? Đầu tiên là sẽ dành cho hỏi vào người hoặc là con vật nhé, những sinh vật sống. Chưa nào? Thì chúng ta sẽ dùng với cái động từ là imas. Nào? Ví dụ như là địa điểm ni dare ga imasu ka? Ở cái địa điểm này có ai? Ai thì chúng ta sẽ dùng động từ là imas. Thế còn khi hỏi dành cho đồ vật, chúng ta sẽ dùng là ở cái địa điểm này có cái ni này, có cái gì, chúng ta sẽ dùng trợ từ là nani ga arimasu ka? Không dùng từ imasu ka mà dùng từ arimasu ka. Thứ nhất là hỏi cho người hay hỏi cho sinh vật sống thì chúng ta sẽ dùng là imasu. Còn hỏi cho đồ vật chúng ta dùng là arimasu. Chưa nào? Thế thì bây giờ trước tiên chúng ta sẽ dùng ở cái thể khẳng định của nó nhá. Ví dụ, ở trong phòng học có giáo viên, có thanh sen sen. Sẽ các bạn sẽ dùng như nào nhỉ? Không học gì nhỉ? Kyoshitsu ni thanh sen sen ga imasu. Đúng rồi, giỏi quá. Hay. Thế bây giờ câu hỏi tiếp nhá. Tsukue no ue ni là gì nhỉ? Tsukue no ue ni hong ga. Các bạn dùng từ gì? Arimasu. Đúng không? Vì sao? Đồ vật ạ. Đúng không? Là câu sẽ dịch là gì nhỉ? Trên nó ue ni là gì? Trên bàn. Trên bàn có quyển sách. Đúng nào. Đây là câu nói tiếp nhá. Thuy sàng to Thuy sàng to Nhung sàng no aida ni. Đây nhỉ? No aida ni Trang sàng ga imasu. Nghĩa là gì mọi người? Giữa Nhung và Thúy. Ở giữa Nhung và Thúy thì có ai? Có Trang. Các bạn hiểu chưa? Hay. Đấy, thế bây câu hỏi. Cô sẽ dùng dạng câu hỏi nhá. Cô sẽ hỏi lại này. Kyoshitsu no naka ni. Đấy nhỉ? Kyoshitsu no naka ni dare ga imasu ka? Các bạn hiểu không? Trong lớp học thì có. Có ai nhỉ? Có. Gakusei ga imasu ne. Cô hỏi lại nhá. Nào, bây hỏi lại nhá. Kyoshitsu no naka ni dare ga imasu ka? Se no. Gakusei ga imasu ne. Được chưa? Hay. Hay là cô hỏi lại từ tiếp theo nhá. Là gì nhỉ?
机の上に何がありますか？はい。本があります。よいしょ。はい。はい。はい。では、ちょっと来てください。T さんとニュンさんの間に誰がいますか？な。チャンさんがいます。います。我有着。はい。はい。是我在刮的吗？はい。何が怎么办？是 A 罗呢？và chúng ta sẽ cùng nhau ôn luyện thông qua những cái ví dụ như này nhá. Câu số 1 nè, câu số 1 là Thúy đọc cho cô nè. Yubin nè. Yubin kyoku no hirari kawa ni ni nani ga arimasu ka? Chang nè. Yubin kyoku no hirari kawa ni ike ga arimasu. Ừ, nghĩa gì em? Bên trái, ở phía bên phía trái. Phía bên trái của bưu điện. Bưu điện thì có gì? Có cái gì đúng không? Có cái gì đấy? Ở phía bên trái của bưu điện thì có cái hồ ạ. Đúng rồi, cái hồ đúng nào. Tiếp theo Nhung nè. Hai. Kaban no naka ni nani ga arimasu ka? Hai. Cô trả lời luôn nhá. Kaban no naka ni hon ga arimasu. Nghĩa gì đây nhỉ? Ở bên trong cái cặp thì có cái gì đấy? Ừ, có cái gì đây? Có cái quyển sách. Ừ, có quyển sách đúng nào. Tiếp theo câu số 3 này. Kinoshita ni dare ga imasu ka? Thúy nào? Kinoshita ni Tanaka-san ga imasu. Ừ, nghĩa là ở dưới cái cây có Tanaka-san. Có ai? Có anh Tanaka đúng không? Có Tanaka. Đấy. Tiếp theo câu số 4 nào. Câu số 4 Trang đọc cho cô nào. Tsukue no ue ni nani ga arimasu ka? Ừ, đọc là tsukue nào. Tsukue thôi. Tsukue no ue ni pasukon ga arimasu. Nghĩa gì đấy? Ở trên bàn này có cái gì ạ? Ừ, có cái Máy tính laptop sách tay đúng không nào? Tiếp theo câu số 5 nhá. Câu số 5 nào. Ie no mae ni nani ga arimasu ka? Nhung nào? Ie no mae ni iki ga arimasu. Ừ, ở trước gì nhỉ? Trước nhà nhà thì có cái gì, có gì đây em? Ở trước nhà thì có một cái cây. Ừ, có cái cây đúng không? Những câu này miêu tả đúng không? Kiểu trẻ con kiểu cấp 1 đấy nhỉ? Hay tiếp theo câu số 6 cha. À Nhung nhá. À không phải Nhung mà là Thúy. Hay Eki no chikaku ni nani ga arimasu ka? Thúy san. Eki no chikaku ni koen ga arimasu. Ừ, nghĩa gì em? Gần có cái gì đấy? Nhà đang có công viên. Ừ, cái công viên đúng nè. Hai, câu số 7 nào. Gakko no tonari ni nani ga arimasu ka? Chan. Gakko no tonari ni yuenchi ga arimasu. Ồ, cái từ yuenchi. Yuenchi này có nghĩa là gì nhỉ? Là khu vui chơi. Khu vui chơi ạ. Ở gần trường thì có cái gì? Có khu vui chơi. Vui chơi. Cái từ này các bạn bây giờ có rất là nhiều nên các bạn học luôn từ này để chúng ta có thể biết được từ này nhá. Yuen chia khu vui chơi. Tiếp theo là câu số 8. Ran san to Mai san no aida ni dare ga imasu ka? Gì nhỉ Trang nào? Ran san to Mai san no aida ni Mori san ga imasu. Ừ, nghĩa là giữa gì nhỉ? Giữa Ran với Mai thì có ai vậy đúng không? Có Mori san. Ừ, có bạn Mori đúng không? Bạn Mori. Cứ có Mori thẳng ra không biết nữa. Đấy. Câu số 9 Nhung nào? Dương thẳng. Dương san no ushiro ni dare ga imasu ka? Đấy. Dương san no ushiro ni Phi san ga imasu. Nghĩa gì nhỉ? Đằng sau bạn Dũng thì là ai vậy? Ừ. Đằng sau bạn Dũng thì có bạn Huy. Huy. Bạn Huy đấy. Huy. Là cái phiên đông của Huy đấy. Huy. Huy san. Câu số 10 này, gin cô no migi gawa ni nani ga arimasu ka? Nghe nào. Gin cô no migi gawa ni hanaya ga arimasu. Hanaya. Hanaya. Ya. Ya. Ừ, hanaya. Hanaya. Ừ. Hanaya. Hanaya. Ừ, đấy. Nói từ từ thôi là gì nhỉ? Ở bên gì nhỉ? Bên phải. Phải của ngân hàng thì có cái gì? Có cái gì kìa? Có cửa hàng hoa. Ừ, cửa hàng hoa. Hay thì phần này cô sẽ mở rộng thêm cho các bạn một chút nhé. Đó là chúng ta có từ imasu và arimasu là có, bây giờ có dành cho người và có dành cho vật thì mình mới chỉ nói là ở trên bàn có quyển sách hay là ở trong phòng học có cô giáo đúng không? Tuy nhiên cái ngày hôm nay chúng ta có một câu chủ đề là ở trong bài đầu bài mọi người nhớ là gì không? Em có người yêu đúng không? Thế nên là trong trường hợp mà chúng ta nói là có người yêu chúng ta cũng dùng được cái động từ là imasu này mọi người ạ. Thế thì trước tiên cô sẽ cho mọi người hai cái từ vựng như sau. Thứ nhất là từ kanojo. Kanojo bình thường là gì nhỉ? Cô gái. Cô ấy đúng không? Thì chúng ta sẽ dịch là bạn gái, có nghĩa là bạn gái nhá. Và từ kareshi là gì nhỉ? Là bạn trai.
Thế thì bây giờ mình sẽ nói là có bạn gái, có bạn trai sẽ nói là gì nhỉ? Có bạn gái sẽ là kanojo ga imasu. Rồi, thế thì cô sẽ cho một ví dụ ở đây nhá, là kanojo ga imasu ka? Nghĩa là gì đấy? Có bạn gái, có bạn gái không? Ừ, có bạn gái không, đúng không? Vậy cô giả dụ như là Thúy nha, cô hỏi Thúy là Thúy san kanojo ga imasu ka? Iye, kanojo ga imasen. Ừ, nghĩa là Thúy ơi, thì có người yêu không? À, có bạn gái không? Không, đúng không? Em không bạn gái. Vì em là con gái, đúng không? Thế bây giờ cô hỏi nhá. Giờ cô hỏi Trang này. Trang san, kanojo ga imasu ka? Hai, imasu. Oh, em phải trả lời là iye, imasen chứ. Đúng không? Không có là các anh đang xem clip này, các anh chạy hết, đúng không? Được chưa nào? Hay. Và ngoài ra chúng ta còn có thể nói là hỏi okane ga arimasu ka thì mình nghĩa là gì đấy? Có tiền không đúng không? Hey. Ima okane ga arimasu ka? Hay taksan arimasu. Nghĩa là gì đấy? Có nhiều tiền lắm đúng không? Hey. Thế thì các bạn sẽ dùng thêm hai cái dùng này cho cô với từ imasu và arimasu nhá. Chưa nào? Hey. Có người yêu và có tiền. Được chưa? Hey. Ok chưa? Hay. Hay. Hay, như vậy là chúng ta đã xong cái đầu tiên rồi nhá. Đó là nói là ở đâu đó có ai hoặc là có cái gì. Thế bây giờ chúng ta sẽ học sang mẫu ngữ pháp số 3 là ai hoặc là cái gì đó ở đâu đó. Em thấy kỳ quặc không? Là không? Có. Ừ. Vừa nãy là ở đâu đó có ai, có cái gì đó. Bây giờ chúng ta sẽ dùng là ai hoặc là con gì hay là cái gì đó ở đâu đó. Tức là lúc này các bạn sẽ nhấn mạnh vào cái chủ thể mà ở đấy luôn nhá. Vừa nãy nhấn mạnh vào cái địa điểm, đúng không? Cái nào đứng trước thì nhấn mạnh trước. Còn bây giờ chúng ta sẽ thấy là đây, bây giờ người hoặc là động vật hoặc là đồ vật nó sẽ trở lên thành chủ ngữ và đứng sau nó có từ gì đấy? Quá bao giờ đứng chia chủ ngữ, đúng không? Đứng sau chủ ngữ thì chia nó với cả vị ngữ, đúng không nào? Thì chỗ này nó sẽ nhấn mạnh vào cái người và cái đồ vật đấy nhá. Còn vừa nãy là nhấn mạnh vào cái địa điểm. Đúng nào. Thì còn tương tự như vậy thì ở đâu đó thì chúng ta vẫn dùng là ni. Và đi với người động vật thì chúng ta sẽ đi với imasu. Và đi với đồ vật sẽ là arimasu. Thế thì ví dụ như vừa nãy nhá, là cô Thanh có ở trong phòng. Vừa nãy là trong phòng thì có cô Thanh. Bây giờ cô Thanh ở trong phòng học sẽ như thế nào nhỉ? Thanh sen se wa kyoshitsu no nonaka ni imasu. Hiểu chưa? Đấy, thế bây giờ hỏi tiếp nha, nói tiếp nha. Trang thì nằm thì ngồi ở giữa Nhung với cả Thúy sẽ là gì nhỉ? Trang sàng và Nhung sàng đó Thúy sàng no ai đà ni imasu. Hiểu chưa? Hay, thế bây giờ nói thầy Dũng đang ở tầng 3 như thế nào nhỉ? Dũng sen se wa sangai ni imasu. Đấy, thế thì bây giờ hỏi là Dũng sensei đang ở đâu thì sẽ nói như thế nào nhỉ? Ở đâu sẽ là dùng trợ từ dùng từ để hỏi gì? Doko. Thì các bạn biết thay vào đâu chưa? Địa điểm mà hỏi ở đâu thì thay ở đấy. Đúng nào? Là gì nhỉ? Dũng sensei wa doko ni imasu ka? Hiểu chưa? Hay. Đấy, thì bây giờ hỏi tiếp nhá. Là ngân hàng thì ở đâu sẽ là như thế nào nhỉ? Ginko wa doko ni arimasu ka? Dễ không? Có ạ. Đấy, thấy chưa? Đây câu hỏi đây, cô dạy luôn như này nhá. Thế nhá, mình thực hành xong rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về các ví dụ của nó để ôn tập lại nào. Câu số 1 này. Hon wa doko ni arimasu ka? Là quyển sách thì có ở đâu? Kaban no naka ni arimasu. Trong cặp đúng không? Đó, câu đầu tiên cô đọc mẫu và các bạn sẽ đọc những câu tiếp theo nhá. Câu tiếp theo Thúy nào, Thúy và Trang nào. Tanaka-san wa doko ni imasu ka? Toire no naka ni imasu. Những câu trả lời là những câu rất bá đạo luôn, là bạn Tanaka thì có ở đâu vậy, đang ở đâu vậy, đúng không? Chúng ta có thể không dịch là có ở đâu cũng được, mà chúng ta dịch là ở đâu vậy cũng được nhá. Ở đâu nhỉ? Đang ở trong toilet. Trong toilet đúng không? Nhà vệ sinh. Tiếp theo. Hay, câu số 3 nào. Nhung nào. Pasokon wa doko ni arimasu ka? Tsukue no ue ni arimasu. Gì đấy? Máy tính thì đang ở đâu? Máy tính ở đâu rồi đúng không? Ở trên? Trên bàn đúng không? Câu số 4 nào, Thúy nào. Sonoki wa doko ni arimasu ka? Ie no mae ni arimasu. Cái cây đó thì nó ở đâu? Ở đâu nhỉ? Ở trong nhà. Câu này nó hơi các bạn hình dung bằng cảnh không? Như kiểu là bây giờ ví dụ như cô với em đang nói chuyện về một cái cây ở nhà cô khoe cây đẹp lắm, rồi bạn có thể hỏi là cái cây ở đâu vậy cô, đúng không? Thì có thể ở trong nhà cô. Đấy,
nếu mà mình có thể hình dung một cảnh thế, chứ còn đọc lên như này thì nó hơi tự nhiên hỏi ok cây ở đâu đấy đúng không thì nó hơi lạ. Tiếp theo nhá, câu tiếp theo là Koe wa doko ni arimasu ka? Ừ. À, eki no chikaku ni arimasu nghĩa gì đấy? Công viên ở đâu ạ? Ở công viên ở đâu? Ở đâu anh ạ? Ở gần nhà ga. Gần nhà ga đúng rồi. Đấy. Câu tiếp theo Nhung nào. Yuenchi wa doko ni arimasu ka? Ừ. À, kakko no tonari. Tonari ni arimasu. Ừ, nghĩa gì nhỉ em nhỉ? À, cái khu vui chơi này thì nó ở đâu ạ? Ừ, khu vui chơi thì ở đâu đúng không? Ở gần trường học. Trường học đúng không? Câu tiếp theo nào, à, Thúy nào? Neko wa doko ni imasu ka? Các bạn thấy chưa? Con mèo là con gì nhỉ? Con vật thì chúng ta sẽ dùng là imasu đúng không? E đang sáng tối lại đang về mai. Đang sáng tối mai sáng ai đàn thì imasu là gì nhỉ? Con mèo thì đang ở đâu đúng không? Ở giữa lan về mai. Chúng ta có thể hiểu câu này. Câu này các bạn thấy trong văn cảnh gì? Đang ngồi nói chuyện của một cà phê à? Tự nhiên hai người nói chuyện đang hỏi con mèo ở đâu đúng không? Chúng ta thể hiểu ví dụ như đây một bức ảnh chẳng hạn. Đúng không? Mà hai bạn Lan và Mai chụp ảnh với nhau xong rồi một người bảo là mày hãy miêu tả bức ảnh ấy cho tao, bảo là con mèo ở đâu, con mèo ở giữa bạn Mai và Lan. Đấy, ví dụ con cảnh như vậy nhá. Tiếp theo câu số 8 là Khi sang ở doko ni imasu ka? À, Dung san no ushiro ni imasu. Bạn Huy thì đang ở đâu? Ở đâu ấy nhỉ? Ở sau bạn Dũng. Sau bạn Dũng đúng không? Hai, câu số 9 nào. Ushiro wa doko ni imasu ka? Ushiro con gì đấy? Con bò. Bò đúng không? Con bé nhà cô rất thích con bò ấy. Là gì nhỉ? Ie no ushiro ni imasu. Là gì nhỉ? Con bò thì đang ở đằng sau nhà. Sau nhà đúng không? Câu số 10 nào. À, Trang nào. Ike wa doko ni arimasu ka? Ừ. Yuben koku no hidari gawa ni arimasu. Ừ, nghĩa gì đấy? Cái hồ ấy ở đâu ạ? Cái ao ở đâu đúng không? Ở đâu ấy? Ở phía bên trái bưu điện. Bưu điện đúng không? Ok, như vậy là chúng ta đã kết thúc xong hai phần quan trọng nhất của bài ngày hôm nay, đó là ở đâu đó, có ai đó, có cái gì, và ai đó, cái gì đó, ở đâu đó. Và cuối cùng thì cô sẽ giới thiệu mọi người một cái cách nói. Vừa nãy giờ chúng ta mới chỉ nói là ở trên bàn thì có quyển sách, nhưng mà bây giờ trên bàn của mình không chỉ có quyển sách mà có quyển có cái bút này, có cái tẩy này, có cái thước này, hay là trong phòng học chúng ta không chỉ có cô Thanh mà có cả bạn Nhung này, bạn lọ bạn trai này đấy, hay là đúng không, hay là ở bên cạnh nhà ga, ở gần nhà ga thì không chỉ có công viên mà còn có cả khách sạn này, có cả nhà cửa này, có cả trung tâm thương mại này. Thế thì trong trường hợp mà liệt kê rất là nhiều thứ mà chúng ta không thể nói hết được, mà chúng ta có thể chỉ có thể kể ra một vài cái đại diện, thì các bạn sẽ dùng cho cô một cái mẫu ngữ pháp cách nói đi. Chúng ta đừng có cái gì quy ngữ pháp sợ nó nhiều quá đúng không? Cách nói là danh từ cộng với nha, phó danh từ tiếp, và cuối cùng chúng ta có thể đi thêm với na đậu hoặc không có na đậu cũng được nhá. Ví dụ như là mà thầy Dũng thì dùng một cái cách dịch là rất là dễ thương, là nào là đúng không, nào là hoa, nào là lá, nào là thế này, nào thế kia đúng không? Thế bây giờ cô sẽ nói không ạ, ví dụ cho các bạn như này nhá, các bạn nghe thử nhá. Tsukue no ue ni, thế nhỉ, tsukue no ue ni hon ya pen nado ga arimasu. Đó, các bạn hình dung được chưa? Cách dùng sẽ là như vậy nhá. Tsukue no ue ni hon là gì nhỉ? Sách ạ. Ya, rồi ya, né? Hon ya pen nado ga arimasu. Đúng không? Các bạn bình thường chúng ta vẫn là gì nhỉ? Cái gì đó ní đúng không? Xong cái gì đó cá đúng không? Xong rồi arimasu né. Thế bây giờ cả cái cụm chỗ này, cái nào là này, các bạn chỉ cần thêm vào đây cho cô thôi. Được chưa? Hiểu chưa? Nên là không cần phải hình dung quá khó gì nhá. Cốt vẫn là như thế này. Nhưng mà chẳng qua mình bê cái cụm này vào đây thôi. Nhất được rồi. Được chưa? Đấy. Thế thì thế bây giờ ví dụ như là hỏi trong phòng học đi, có nào là cô giáo, là học sinh, và ngoài ra còn rất nhiều thể loại nữa. Đấy. Thế thì mình sẽ nói như thế nào nhỉ? Kyoshitsu no nakani Thanh sensei ya Nhung san nado ga gì nhỉ? Imasu. Đấy. Còn cái đuôi vẫn như bình thường. Mọi người hiểu chưa? Hay. Ok. Hay, và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn những ví dụ nhá. Thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều ví dụ nó như này. Câu số 1 này. Tsukue no ue ni hon ya tokei ga arimasu. Chỗ này cô
đánh dấu đây ạ, à, có cũng được không có cũng được nha. Chúng ta vẫn hiểu là đây là mình liệt kê những cái thứ tiêu biểu, ngoài ra còn rất nhiều thứ khác. Trên bàn có cái gì? Có sách, đồng hồ, vân vân. Có thể mình khi mà dịch sang tiếng Việt chúng ta thể là à, viết chúng ta sẽ vân vân trên bàn ba chấm đúng không? Theo câu số 2, à, Thúy nào? Kabanonakani okane ya ketai denwa ga arimasu. Trong trong cặp nào là tiền nào là điện thoại. Cái gì trong cặp nào là tiền nào là điện thoại hả? Có ở trong có cặp nào là có tiền. Có tiền, có điện thoại, vân vân. Đúng không? Hay hay là mình tiếng Việt à, khi mà nói mình có thể là trong cặp thì có nào là tiền, nào là điện thoại này. Đấy, ba chấm. Đấy. Tiếp theo câu số 3 nào Trang nào? Pan ya niku nado o tabemasu. Tabemasu nghĩa gì đấy? Tôi đã ăn nào là bánh mì, nào là thịt ạ. Hay, chỗ này chúng ta gọi là mở rộng thêm những cái cách dùng của nó, không chỉ giới hạn trong gì nhỉ? Trong liệt kê cái mẫu ngữ pháp à, với cái mẫu pháp ga arimasu hay ga imasu của chúng ta ngày hôm nay, mà chúng ta có thể dùng trong này. Bình thường sẽ là danh từ cộng với o tabemasu đúng không? Yeah. Đúng không mọi em? Đúng không mọi em? Hey. Là gì nhỉ? Là mình ăn cái gì, bây giờ mình ăn cái gì thì mình sẽ ăn. Cái chỗ này chỉ là cụm thay vào thôi, sẽ là một cụm, mình cứ coi nó là một cụm danh từ nhá. Tức là ăn nào là bánh, nào là thịt, ngoài ra còn ăn đủ các thể loại khác nữa. Đó, nhá. Heto, tiếp theo, câu này là gì nhỉ? Đây, sẽ là ikimasu, bây giờ đi không chỉ đến một nơi mà còn đi đến nhiều nơi. Đây là mở rộng thêm cho các em nhá. Là gì nhỉ? Hanoi ya Danang nado e ikimasu. Bản chất của nó vẫn là danh từ. Danh từ ấy ikimasu đúng không? Đấy, thế bây giờ đi nào hả? Nào là Hà Nội Hà Nội hay đi cả Đà Nẵng. Ví dụ như trong chuyến du lịch thì anh sẽ đi đâu đúng không? Thì mình sẽ kể ra vài địa điểm tiêu biểu, còn lại mình sẽ đi còn rất là nhiều nơi khác nữa. Tiếp theo, yasai ya niku nado kaimashita. Là mình mua nào là rau là thịt. Ngoài ra còn mua nhiều kiểu nữa. Còn nếu mà mình chỉ nói là yasai to niku o kaimashita thì mình đi mua rau với thịt. Còn đây mình mua rất nhiều thứ nữa. Hay nhá. Câu số 6 nào. Thúy nào? E no naka ni yama ya kawa ga arimasu. Trong bức tranh có có là núi sông đúng nè. Đấy, và ngoài ra còn chim, còn mây, còn đủ các thể loại. Đấy nhá. Hai, tiếp theo nè, Trang nè. Kyoshitsu no naka ni isu ya chukue naka nado ga arimasu. Trong phòng học thì có nào là ghế, nào là bàn ạ. Đấy. Tiếp theo câu số 8, Nhung nè. Watashi no mae ni inu ya tori ga imasu. Là đằng sau tôi, à đằng trước tôi thì có con chó. Nó là chó. Chim đúng rồi. Tiếp câu số 9 nào, Thúy nào? Nabe no naka ni ebi ya kinoko ga arimasu. Em biết hai từ này không? Con này mở rộng thêm cho em nhé. Ebi là con tôm. Kinoko là nấm. Đây là nabe là lẩu. Đúng rồi. Lẩu hay sao? Đoán là đúng không? Trong thì trong nồi lẩu thì có gì? Tôm là gà. Nấm. Nấm đúng không? Đấy, thập cẩm nhiều thứ nữa là hakono naka ni hon ya pen ga arimasu là gì nhỉ? Trong trong cái hộp có rằng là sách rồi là bút đúng không nào? Hai, xong rồi. Wow, bài hôm nay nhanh quá vì nó rất là dễ đúng không nào? Về cơ bản chất chúng ta học hai bộ ngữ pháp này. Đúng không mọi người? Hay. Là ở đâu đó có gì nhỉ? Có cái gì đó hoặc là có ai đó đúng không? Và người hay là đồ vật nào đó nằm ở đâu đó, đang ở đâu đó, đúng không? Còn về bản chất cái này, chỗ này chúng ta vẫn chỉ là gì nhỉ? Về bản chất cái này là gì nhỉ? Là địa điểm đúng không nào? Ở đằng trước cái này, đằng sau kia là địa điểm. Thì nó sẽ đi vào cái địa điểm này. Và cuối cùng là cái N1 ya na độ này. Thì nó sẽ là gì nhỉ? Đi vào cái chỗ này. Đúng không? Liệt kê ra. Đấy, các bạn thấy không? Dễ không? Dễ ạ. Ok, và bài học của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Các bạn nhớ ôn bài thật là kỹ nhá. Và học cả những cái phần sau nữa. Và hẹn gặp lại các bạn trong bài số 15 cùng với cô giáo nhá. Hai, bên đa お疲れ様です ありがとうございました 先生ありがとうございました はい 皆さんありがとうございました